Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Từ nửa cuối năm 2023, các hãng xe và đại lý phân phối ô tô tại Việt Nam đã phải quen dần với việc duy trì các chương trình ưu đãi, giảm giá bán liên tục do lực cầu giảm mạnh dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Trong đó, đối với các mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước, tình hình vẫn khả quan hơn nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Kể từ đầu năm 2024, chính sách giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023 của chính phủ chính thức hết hiệu lực, trong khi lực cầu của thị trường chưa được cải thiện. Điều này khiến các hãng xe đối diện với quyết định khó khăn hơn, đó là giảm sâu lợi nhuận để duy trì mức ưu đãi ít nhất bằng với thời điểm cuối năm 2023. Từ thực tế vậy, các đại lý chỉ cần giảm giá bán tương đương 50% lệ phí trước bạ nữa, kèm theo một vài ưu đãi như quà tặng phụ kiện, bảo hiểm vật chất là có thể tiêu thụ được ô tô. Thậm chí, một số mẫu xe còn được cộng gộp ưu đãi lên đến 150% lệ phí trước bạ, trở thành đợt ưu đãi hiếm có trong vài năm trở lại đây. Đối với các mẫu xe nhập khẩu, các hãng xe và đại lý ô tô phải chấp nhận ít lãi hơn do không được hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ từ chính phủ. Việc áp dụng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ của hãng, giảm giá bán cũng khó khăn hơn, do phần lớn các mẫu xe nhập khẩu đều có giá cao hơn so với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Cụ thể, sau khi doanh số bán hàng tháng 1 được công bố, một số đại lý Hyundai quyết định giảm giá bán mẫu Hyundai Creta ở cả 3 phiên bản xuống thấp hơn giá niêm yết từ 51 đến 59 triệu đồng. Ngoài nguyên nhân doanh số tháng 1 sụt giảm gần 79% so với tháng 12 năm 2023, việc giảm trực tiếp giá bán Hyundai Creta cũng nhằm cạnh tranh với mẫu Mitsubishi Xforce vừa về Việt Nam đầu tháng 2. Tương tự mẫu Kia Seltos, đối thủ chính của Hyundai Creta, mặc dù mức giá niêm yết rẻ hơn nhưng cũng tiếp tục giảm từ 8 đến 10 triệu đồng tại đại lý để tăng giá áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị hạng B. Ngoài ra, Hyundai cũng giảm giá sâu các mẫu xe đời 2023 để xả hàng tồn kho. Trong đó, Hyundai Santa Fe bản máy dầu cao cấp được giảm 210 triệu đồng. Đối với các dòng xe sang, Volkswagen tung chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 250 triệu đồng tùy mẫu xe. Trong đó, mẫu Volkswagen Tiguan sản xuất đầu năm 2023 được nhà sản xuất ô tô của Đức giảm giá sốc lên đến 500 triệu đồng, tương đương giá một chiếc sedan hạng B. Mercedes-Benz Việt Nam dù ít khi khuyến mãi giảm giá bán như các mẫu xe phổ thông, cũng áp dụng chương trình ưu đãi từ 1 tháng 1 năm 2024 đến 29 tháng 2 2024. Theo đó, Mercedes-Benz sẽ giảm 50% phí trước bạ cho khách hàng chọn sở hữu dòng xe sedan biểu tượng của hãng, bao gồm C-Class và E-Class. Đối với khách hàng mua xe GLC thế hệ mới lắp ráp trong nước, GLC 200 4 Matic và GLC 300 4 Matic từ các nhà phân phối chính hãng, Mercedes-Benz trên toàn quốc sẽ được tặng miễn phí 2 năm bảo hiểm. Còn Honda Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi từ 50 đến 100% lệ phí trước bạ, kèm theo 1 năm bảo hiểm thân vỏ kể từ sau Tết Nguyên đán đối với các mẫu xe bán chạy gồm City, CR-V, HR-V, Civic, Accord. Đặc biệt, mẫu Honda Accord sản xuất đầu năm 2023 được giảm giá từ 200 đến 220 triệu đồng tùy đại lý. Kể từ tháng 1 năm 2024, Toyota Việt Nam tạm ngừng chương trình giảm lệ phí trước bạ, thay vào đó là các chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp vào giá bán từ 30 đến 50 triệu đồng đối với các mẫu Vios, Velo từ 57 đến 80 triệu đồng đối với các mẫu Yaris Cross, Ryzer. Đại diện một số đại lý ô tô ở Hà Nội cho biết, với hàng chục nghìn xe tồn kho hiện nay, việc giảm giá bán và giảm sâu là điều cần thiết, dù biết đó là cắt gan cắt ruột. Đặc biệt, với những mẫu xe sản xuất đầu năm 2023, để càng lâu sẽ càng lỗ, dù xe chưa qua sử dụng. Những tháng cuối năm 2023, thị trường ô tô trong nước đón nhận những tín hiệu tích cực hơn nhờ các chỉ số kinh tế vĩ mô và tâm lý tiêu dùng dần được cải thiện. Đồng thời, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước do chính phủ ban hành vẫn còn hiệu lực. Cộng thêm nhu cầu mua xe tăng lên để phục vụ đi lại dịp Tết. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số ô tô bao gồm cả xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu bắt đầu nhích lên kể từ tháng 9 năm 2023 và ổn định ở mức trên 25.000 xe trên tháng. Đến tháng 12/2023, doanh số ô tô đạt 38.740 xe, cao hơn so với mức bình quân hàng tháng của năm 2022.
Doanh số ô tô tháng 1 năm 2024 dù được dự báo từ trước sẽ giảm mạnh, nhưng nếu có thể duy trì ở con số hợp lý sẽ là căn cứ để các hãng xe điều chỉnh sản lượng cho các tháng kế tiếp và cả năm. Tuy nhiên, tình hình không diễn biến tích cực như mong đợi. Theo báo cáo của TC Motor, trong tháng 1 năm 2024, tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.569 xe, giảm 67% so với tháng 12/2023. Mức giảm này cao hơn so với các năm trước đó. Bù lại, nếu so sánh với tháng 1/2023, doanh số xe Hyundai vẫn tăng 73 xe. Toyota Việt Nam là một trong số ít thương hiệu vẫn duy trì được thành công trong năm 2023 với 59.207 xe được bán ra, bao gồm thương hiệu Lexus. Nhưng đến tháng 1/2024, doanh số xe thương hiệu số 1 Nhật Bản cũng sụt giảm mạnh. Toyota Việt Nam vừa công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 1/2024 đạt 2.344 xe, bao gồm xe Lexus. Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 2.208 xe, trong đó có 1.143 xe lắp ráp trong nước và 1.065 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tháng 1 năm 2024, Lexus đã bán ra 136 xe với tổng doanh số tích lũy kể từ khi thương hiệu được giới thiệu tại Việt Nam đạt 12.412 xe. Trong tháng 1 năm 2024, mẫu MPV Toyota Veloz Cross tiêu thụ được 253 xe, ghi nhận mức giảm hơn 77% so với tháng trước đó và giảm hơn 55% so với cùng kỳ. Hiện Veloz Cross đang được Toyota Việt Nam phân phối chính hãng hai phiên bản là CVT và CVT Top với mức giá niêm yết lần lượt 658 và 698 triệu đồng. Đáng chú ý, so với tháng 12 năm 2023 đạt 5.833 xe, doanh số của Toyota đã giảm hơn 62% trong tháng 1/2024, tương đương mức giảm 3.625 xe. Trong đó, mẫu xe quốc dân Toyota Vios cũng bất ngờ giảm mạnh doanh số trong tháng 1/2024 khi bán ra 653 xe, giảm hơn 58% so với tháng 12 năm 2023, 1.556 xe. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số mẫu xe này đã tăng hơn 137%. Mẫu xe mới được ra mắt cuối tháng 9 2023 là Yaris Cross, tiêu thụ được 334 xe trong tháng 1 2024, giảm gần 70% so với tháng trước đó, tương đương mức giảm 758 xe. Yaris Cross hiện có mức giá niêm yết 650 triệu đồng cho phiên bản động cơ xăng, với bản Hybrid Yaris Cross có 5 tùy chọn màu sắc đi kèm, mức giá từ 765 triệu đồng. Theo nhận định của TC Motor, doanh số ô tô sụt giảm vào tháng 1, chủ yếu do đây là thời điểm cận dịp Tết Nguyên Đán, người tiêu dùng có tâm lý hạn chế mua sắm hàng xa xỉ. Bên cạnh đó, chính sách giảm lệ phí trước bạ của chính phủ hết hiệu lực cũng là yếu tố khiến người tiêu dùng đắn đo, muốn đợi thêm một thời gian với hy vọng đón nhận thêm chính sách ưu đãi mới. Một số chuyên gia nhận định, thật tiếc nuối nếu Nghị định 41 về giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể gia hạn thêm 6 tháng thì có lẽ tình hình đã khác. Tuy nhiên, điều này vốn dĩ khó khả thi do hai lần áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ trước đó cũng chỉ có kỳ hạn 6 tháng. Đồng thời, mỗi lần áp dụng chính sách đã làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 9.000 tỷ đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, năm 2023, số lượng ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống được khách hàng mua và đi đăng kiểm lần đầu tiên đạt 296.745 xe các loại. Số liệu này bao gồm cả xe sản xuất lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu chính hãng, nhập khẩu không chính hãng. Trong nhóm 10 địa phương mua ô tô nhiều nhất, Hà Nội chiếm vị trí số 1 với 46.330 xe. Thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 39.132 xe. Thứ ba là Nghệ An với 10.304 xe. Thứ tư là Đồng Nai với 10.080 xe. Thứ năm là Thanh Hóa với 9.885 xe. Rồi đến Bình Dương 8.967 xe. Hải Phòng 8.631 xe, Bắc Ninh 6.934 xe, Đà Nẵng 6.845 xe, Quảng Ninh 6.694 xe. Nhóm dẫn đầu và nhóm đứng cuối có khoảng cách khá xa và nhiều này không có thay đổi, các vị trí vẫn tương đối ổn định. Trong nhóm dẫn đầu có hai địa phương là Nghệ An và Thanh Hóa, nhiều năm nay đều xếp vị trí cao về mua ô tô, thu nhập bình quân đầu người hai địa phương này chưa cao bằng các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, nhưng vị trí xếp hạng luôn duy trì vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Một số địa phương khác như Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bà Rịa Vũng Tàu có thu nhập bình quân đầu người khá nhưng chỉ xếp vị trí từ 11 đến 15. Kinh tế khó khăn,
đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ô tô. Số lượng ô tô con đăng kiểm tại Việt Nam năm 2023 giảm chỉ còn tương đương với mức 296.634 xe của năm 2020 và giảm so với hơn 300.000 của các năm 2021-2022. Theo thống kê, mặt hàng chịu gánh nặng thuế phí nhất hiện nay chính là ô tô cá nhân từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Ô tô cá nhân đang phải chịu 3 loại thuế chính gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Đây đều là thuế gián thu người mua xe phải trả. Hơn nữa, 3 loại thuế này còn bị đánh chồng lên nhau nên thường chiếm từ 30-50% trong giá bán tùy từng mẫu xe. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.